Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị khán giả, tại Mỹ thì 12.000 ca nhiễm COVID-19 đột phá phải nhập viện điều trị hoặc tử vong. Mắc COVID-19 đột phá được hiểu là người đã tiêm chủng đủ 2 mũi nhưng vẫn mắc bệnh. Số liệu này được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ báo cáo mới đây. Trong số 12.000 ca này thì có khoảng 70% ca nhiễm đột phá phải nhập viện và khoảng 87% ca tử vong đều từ 65 tuổi trở lên. Nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC cho thấy người lớn tuổi và người nhiều bệnh lý có nguy cơ cao mắc COVID-19 đột phá. Và theo CDC, một người được coi là bị nhiễm đột phá, hiểu nôm na là bị COVID-19 xuyên hàng rào miễn dịch khi xét nghiệm dương tính nCoV ít nhất là 14 ngày sau khi được tiêm vaccine đầy đủ. Ngoài ra, theo nghiên cứu của CDC, số lượng bệnh nhân nhập viện vì nhiễm nCoV đột phá có xu hướng lớn tuổi và có ít nhất 3 bệnh nền trở lên. Theo đó, khoảng 71% trong số họ có 3 bệnh nền trở lên, bao gồm tiểu đường, tim mạch, bệnh tự miễn và các bệnh khác. Dù khả năng mắc bệnh phải nhập viện sau khi tiêm đủ 2 liều vaccine là vẫn có, tuy nhiên những người chưa tiêm vaccine nhập viện vì COVID-19 cao hơn khoảng 10 lần so với những người tiêm chủng đầy đủ. Kể từ khi biến thể Delta bùng phát, người không tiêm phòng ở tất cả các độ tuổi đều có nguy cơ nhập viện cao, đặc biệt là những người dưới 50 tuổi. Nghiên cứu diễn ra trước khi biến thể Delta bùng phát ở Mỹ cho thấy độ tuổi trung bình của người mắc các triệu chứng COVID-19 nghiêm trọng là 80 tuổi, hơn một nửa bị thừa cân. Hầu hết ca nhiễm mắc bệnh tim mạch, một nửa mắc bệnh phổi và một nửa mắc bệnh tiểu đường. Để đối phó với biến thể mới và các ca nhiễm đột phá ngày càng tăng, người dân cần duy trì việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tại nơi công cộng. Các chuyên gia cũng cho biết khả năng miễn dịch của vaccine có thể giảm dần theo thời gian ở nhóm người có nguy cơ mắc COVID-19 cao. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày càng nhiều trại tâm thần trở thành ổ dịch COVID-19. Thưa quý vị, Sở Y tế ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho người bệnh tâm thần sau khi phát hiện các ổ dịch ở hai cơ sở. Theo các chuyên gia, tình hình dịch tại Viện Pháp Y Tâm Thần đã cơ bản được khống chế, trong khi tại Bệnh viện Tâm Thần Trung ương 2 diễn biến phức tạp hơn. Điều trị COVID-19 cho nhóm bệnh nhân tâm thần này khá là phức tạp do phải kết hợp điều trị cả hai bệnh cùng một lúc. Mới đây, đại diện Sở Y tế Đồng Nai cho biết là cách phòng bệnh tốt nhất đối với bệnh nhân tâm thần chính là vaccine. Ngành Y tế Đồng Nai sẽ ưu tiên tiêm cho nhóm bệnh nhân này, cán bộ pháp y, phạm nhân và cả lực lượng chức năng nữa. Bộ Y tế cũng đề nghị Cục Y tế Dự phòng, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai bố trí tiêm vaccine COVID-19 cho các bệnh nhân trên ngay trong tuần này. Ông Võ Thành Đông, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 cho biết rằng ca nhiễm đầu tiên tại đây được phát hiện ngày hôm 26 tháng 8. Đến nay đã ghi nhận 225 F0, trong đó thì 8 người là nhân viên y tế. Ổ dịch thứ hai ở Viện Pháp Y Tâm thần Trung ương Biên Hòa ghi nhận 90 F0, trong đó thì có 4 nhân viên y tế. Đơn vị đã thiết lập trung tâm hồi sức tích cực điều trị COVID-19 tại khoa nhi thuộc bệnh viện với 30 giường, dự kiến nâng lên 50 giường. Ông Đông cũng đề xuất Bộ Y tế sớm có phương án hỗ trợ điều phối vaccine về Đồng Nai. Ngoài ra, đơn vị cũng cần tăng cường kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch, thiết bị bảo hộ xét nghiệm, hỗ trợ người tham gia chống dịch. Trước những khó khăn kể trên thì ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đề nghị các đơn vị y tế tỉnh Đồng Nai tập trung 6 nhóm vấn đề về phòng chống và điều trị COVID-19. Cụ thể, đó là khoanh vùng, cách ly F0, đặc biệt tập trung điều trị bệnh nhân tâm thần bởi nguy cơ trở nặng, gấp rút thiết lập trung tâm điều trị COVID-19, hỗ trợ hậu cần như là trang thiết bị cấp thiết, thuốc điều trị đối với nhóm F0 này, và ưu tiên tiêm vaccine, bảo vệ bằng được những nơi đang là vùng xanh. Và đối với F0 điều trị theo các khoa thì ông Khoa đề nghị là phân nhóm theo các mức nguy cơ thấp, cao đến rất cao, theo dõi sát các nhóm này để can thiệp y tế kịp thời, hạn chế chuyển biến nặng. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.